Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bánh đúc gân màu lá dứa. Thì với món bánh này á, ăn rất là ngon. Và cách làm thì cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ cần bỏ ra chút ít thời gian, các bạn sẽ làm ra được món bánh ngon để chiêu đãi cho gia đình mình. Thì ngay sau đây mình sẽ vào bếp để thực hiện. Thì nếu thích á, thì mình mời các bạn cùng xem cách làm nha. Thì để làm món bánh đúc á, đầu tiên mình chuẩn bị 1 lít nước để mình pha cái nước vôi trong á. Và đây là nửa muỗng vôi ăn trầu màu trắng. Này mình mua ở ngoài tiệm dầu cao đó các bạn. Thì các bạn cho ít vôi thôi. Nếu mình cho nhiều quá thì cái bánh của mình nó cũng có cái mùi hôi vôi, nó không ngon nữa. Bây giờ thì mình sẽ để cái nước vôi đây cho nó lắng xuống để mình lấy phần nước trong đó. Thì lát nữa mình sẽ quay lại. Bây giờ thì cái phần nước vôi của mình á, nó đã lắng trong xuống rồi nè các bạn. Thì mình sẽ gót ra mình lấy cái phần nước trong phía trên nè. Thì mình lấy khoảng là 400ml nước thôi. Còn phần còn lại thì mình sẽ bỏ ra. Và cái nguyên liệu mình sử dụng cho món bánh đúc này bao gồm là 100g bột gạo. Và đây là 100g bột củ năng. Thì tỷ lệ bột củ năng bột gạo là 1:1. Và tổng cộng là 200g bột. Thì mình sẽ sử dụng cái lượng nước bao gồm là 100ml nước cốt lá dứa. Thì cái phần nước cốt lá dứa này mình có thể đem xay nhuyễn để lấy nước, hoặc là có thể giã nhuyễn cũng được. Và đây là 100ml nước cốt dừa. Còn đây là cái nước vôi trong nãy mình lọc mình lấy đó. Thì mình sử dụng là 400ml nước vôi trong. Thì tổng cộng bao gồm cái nước vôi trong, cái nước cốt dừa và nước cốt lá dứa. Thì tổng cộng là 600ml nha các bạn. Tiếp theo thì mình sử dụng 100g đường thốt nốt để mình thắn cái nước đường đó, cho nó ngon hơn đó. Và mình dùng là 100g đường cát trắng để mình bỏ vào bột. Và cuối cùng là một ít mè gan. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì bây giờ mình sẽ đi pha bột để làm bánh. Mình sẽ cho vào đây gồm bột gạo và hết cái phần bột năng này luôn. Mình cho tiếp đường vào. Rồi thì mình cho tiếp cái nước vôi trong vào. Đây là 400ml nước vôi trong. Mình sẽ cho hết vào đây. Rồi nếu các bạn mà không có cái nước vôi trong á, thì mình sử dụng cái nước lọc thông thường cũng được. Tuy nhiên nếu được có cái nước vôi trong á, thì khi mình làm bánh lên á, nó sẽ có cái độ giòn sực sực và cái màu bánh nó trong nó đẹp hơn. Phần bột được pha loãng rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ lượt qua gây để cho cái phần bột mình nó được mịn hơn đó. Xong thì mình thu được là 650ml nước bột. Thì mình sẽ pha làm hai cái màu bột, gồm màu lá dứa và màu trắng của nước cốt dừa. Thì đây cái màu lá dứa mình sẽ cho nhiều hơn cái phần bột màu trắng một chút. Mình sẽ cho 350ml nước bột vào đây để mình pha cái nước màu xanh đó. Còn bên đây thì mình cho khoảng là 300ml nước bột. Bên đây là 350ml nước bột mình cho nước lá dứa vào. Cái màu lá dứa nó rất là đẹp luôn nè các bạn. Còn bên đây thì mình cho nước cốt dừa.
Đó, như vậy là mình bắt lên bếp mình khuấy bột được rồi đó các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ khuấy cái bột màu lá dứa trước. Còn nếu mà các bạn có thể khuấy cùng lúc hai màu luôn cũng được. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết nên mình khuấy từ từ. Nè các bạn khuấy với lửa thật nhỏ như vậy giúp mình nha. Vì đó các bạn cứ khuấy liên tục, các bạn khuấy không ngừng luôn mà mình khuấy với lửa nhỏ thôi. Mình khuấy càng nhiều càng kỹ á thì cái bánh của mình nó sẽ được trong và nó có cái độ giòn ngon hơn á. Mình khuấy bột trên bếp đến khi nào cái bột của mình nó sánh lại như vậy nè. Thì mình sẽ tắt bếp. Mình tắt bếp nhưng mà mình vẫn khuấy đều nha các bạn. Nếu mình tắt bếp mình khuấy tiếp tục nè, đến khi nào cái bột mình á nó mình múc lên nè, nó sánh như vậy nè là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống mình khuấy tiếp cái bột màu trắng. Thì tiếp theo cái bột màu trắng thì các bạn cũng khuấy tương tự như cái bột màu xanh. Mình cũng khuấy với cái lửa thật là nhỏ nha. Giờ bột màu trắng nó cũng đã sánh lại rồi. Thì bây giờ mình sẽ mang xuống và mình đổ vào khuôn được rồi đó các bạn. Ở đây thì mình chuẩn bị một cái khuôn. Mình thoa dầu lên để khi mình lấy bánh ra đó nó được dễ hơn đó. Bây giờ mình có được hai cái phần bột màu trắng và bột màu xanh. Thì các bạn có thể trộn hết hai cái loại bột này vào một cái khuôn rồi mình đem đi hấp cũng được. Tuy nhiên để đẹp hơn á thì mình sẽ múc bột vào từng lớp. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái lớp bột lá dứa màu xanh vào đây. Rồi thì mình sẽ dùng cây phết bột á, mình kéo mình chảy cho cái bột nó đều đều ra khắp cái đáy khuôn luôn. Đó, các bạn chảy cái phần bột màu xanh cho nó đều dưới đáy khuôn xong rồi nè. Thì tiếp tục cái phần màu trắng. Các bạn múc ít hơn cái bột màu xanh một chút. Rồi mình cũng cho lên đây mình phết đều ra luôn. Thì tiếp tục như vậy thì một lớp trắng, một lớp xanh, các bạn làm như vậy cho đến hết nha. Bột đã cho hết vào khuôn rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Cho sững bánh vào thì mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ hấp bánh ở đây với cái lửa lớn. Mình sẽ hấp khoảng 40 phút. Trong thời gian đợi hấp bánh á thì mình sẽ đi cắt nhỏ cái đường thốt nốt này ra để mình thắng cái nước đường á. Để nấu nước đường á thì với 100g đường thì mình sẽ sử dụng là 100ml nước mình cho vào để mình nấu nước đường. Mình nấu cho cái đường thốt nốt mình nó tan ra hết á và nó hơi kẹo kẹo như vậy nè là mình tắt bếp được rồi đó các bạn. Để một lát xíu á nó nguội lại nó sẽ đặc hơn nữa đó. Nồi bánh này mình đã hấp được 40 phút rồi nè. Thì bây giờ mình mở nắp ra mình xem thử. Đó, cái bánh mình nó trong hết như vậy nè là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình để cho bánh mình thật nguội nha.
Đây mình để được vài tiếng rồi thì bánh mình đã nguội hết rồi. Mình sẽ lấy ra thôi. Bánh lấy ra xong á thì mình dùng cái dao chặn bông đó. Mình thoa ít dầu ăn lên, mình cắt để cho nó đừng bị dính á. Nó nè các bạn nhìn nè. Bánh mình nó rất là giòn, mềm mà nó giòn dễ cắt lắm. Nó nhìn ngon lắm nè các bạn thấy không? Nó có từng răng từng lớp á, trắng xanh rất là đẹp. Các bạn nhìn miếng bánh rất là hấp dẫn luôn nè. Ở đây mình cầm cho các bạn xem nè, nó rất là mềm luôn. Mềm như mình cắt ra đó, nó vẫn được cái giữ cái độ giòn của bánh. Ăn ngon lắm luôn đó các bạn. Cắt xong thì mình dọn ra mình thưởng thức nè các bạn. Nếu các bạn thích ăn nước cốt á, thì các bạn có thể thắng thêm nước cốt. Còn không thì các bạn ăn với nước đường mà mè cũng ngon rồi. Đĩa bánh đúc rất là ngon nè, mình nhìn mình thèm lắm luôn á các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ ăn thử một miếng. Ăn vào á thì mình cảm thấy cái bánh á nó mềm nhưng mà nó có cái độ giòn sực sực, rồi cộng với cái đường và nước cốt dừa nó béo ngọt vừa phải, rất là ngon luôn á. Bánh này làm vừa ăn ngon và vừa hấp dẫn nữa. Cách làm nó cũng đơn giản nữa không các bạn? Thì các bạn hãy làm thử nha. Đến đây thì món bánh đúc găng của mình đã được làm xong. Thì mình mời các bạn nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video tiếp theo. Giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.